bị lạc đường và không rõ làm sao để di chuyển đến địa điểm trong dự định. Một người đàn ông ở Indonesia đã đặt niềm tin vào Google Maps và điều này đã khiến anh ta phải hối hận. Thay vì chỉ đường đến địa điểm được yêu cầu, ứng dụng dẫn người lái vào một đoạn đường hẹp để rồi xe tải của anh ta lao khỏi vách đá và rơi xuống khu vực gần một con sông ở làng Singakerta tại Ubud, Bali. Dân làng cho biết người lái xe August Tree đã sử dụng chế độ hiển thị đường cho xe máy trên Google Maps. Khi phát hiện con đường phía trước ngày càng hẹp lại, Agus đã bắt đầu lo lắng nhưng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục. Sau đó anh mất kiểm soát xe và rơi xuống con sông bên dưới. Những người dân địa phương nhanh trí đã giải cứu Agus bằng cách mở đường xuyên qua những bụi tre dày đặc tại khu vực gặp nạn. May mắn anh vẫn còn sống sót với một số vết bầm tím và bị bong gân.